Việc chăm chút cho từng bữa ăn của những người thân yêu trong gia đình không chỉ là thói quen mà còn chính là sở thích của nhiều chị em phụ nữ chúng ta. Công việc tưởng chừng như đơn giản lại không hề dễ dàng một chút xíu nào. Và việc lựa chọn những dụng cụ đun nấu trong nhà bếp góp phần rất là quan trọng bởi vì nó sẽ giảm gánh nặng trong công việc nội trợ của chúng ta. Vậy, chúng ta nên chọn những loại bếp như thế nào để trở thành trợ thủ đắc lực trong gian bếp? Bếp than ư? Thời gian đun nấu rất lâu, việc nhóm bếp thì lại vất vả, khí thải độc hại thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe của những thành viên trong gia đình. Bếp ga thông thường ư? Rất tốn kém, nhất là trong thời kỳ giá ga tăng vùn vụt. Bếp điện ư? Rất tiện lợi, tuy nhiên những lúc cúp điện thì biết làm như thế nào? Ngày hôm nay, An Giá Shop xin được giới thiệu với tất cả quý vị một giải pháp, đó chính là bếp ga hồng ngoại hai vòng lửa đến từ thương hiệu Miroka, sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Thưa quý vị, Kim Hằng cũng như là tất cả các người nội trợ ngay tại gia đình thì luôn mong muốn tìm kiếm những chiếc bếp nè, vừa đẹp, vừa tiết kiệm ga cũng như là tiết kiệm thời gian nấu nướng phải không ạ? Và ngày hôm nay, An Giá Shop xin được giới thiệu đến quý vị chiếc bếp ga hồng ngoại hai vòng lửa đến từ thương hiệu Miroka sẽ với một mức giá cực kỳ ưu đãi, đó chính là 1.790.000 đồng. Và trong chương trình 15 phút vàng ngày hôm nay thì tất cả quý vị sẽ được giảm ngay 700.000 đồng và được tặng kèm theo một bộ dây fan ga an toàn thực tuyệt vời, đúng không nào? Để sở hữu mức giá ưu đãi này cũng như là chọn bộ sản phẩm trong vòng 15 phút vàng, chỉ trong 15 phút vàng này thôi thưa quý vị. Và nếu sau 15 phút vàng này quý vị có thay đổi ý định và sở hữu sản phẩm này thì sẽ với một mức giá khác và không được nhận bộ sản phẩm này nữa. Và tất cả quý vị hãy cùng nhấc máy lên và gọi ngay đến số tổng đài quen thuộc của chúng tôi, đó chính là 0839109898, hoặc tất cả quý vị có thể truy cập vào website angiashop.net.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, đặt hàng trực tuyến và cũng như được chúng tôi giao hàng miễn phí tận nơi trên toàn quốc. Bếp ga hồng ngoại Miroka, dễ dàng chui rửa, tính thẩm mỹ cao, an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Giá trên iZshop 1.090.000 đồng, tặng kèm một bộ dây van ga an toàn, hãy nhấc tay lên. Thưa quý vị, và ngày hôm nay iZshop giới thiệu đến quý vị chiếc bếp ga hồng ngoại thương hiệu là Miroka với một thiết kế quý vị có thể quan sát là rất là sang trọng cũng như là tinh tế. Một màu đen sang trọng thì sẽ giúp cho quý vị chúng ta dễ đặt để trong mọi không gian bếp. Thưa quý vị, và một trong những đặc điểm mạnh thú vị của bếp hồng ngoại Miroka đó chính là bề mặt của bếp được sản xuất bằng công nghệ đó chính là kính cường lực ceramic. Và với kính cường lực này có thể chịu trọng lượng lên đến là 50kg, và như vậy là trong cùng một lúc chúng ta có thể là chuẩn bị một khối lượng đồ ăn rất là lớn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và Minh Trí sẽ được chia sẻ là với bề mặt kính cường lực thì rất là khó trầy xước và cũng như là rất là khó bị vỡ. Đối với những bếp thông thường thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta tác động một lực lớn như vậy thì bề mặt bếp chịu không nổi sẽ bị nứt và vỡ ra. Và để có thể chứng minh được tính cường lực và cũng như là khó bị trầy xước và bị vỡ thì em và Minh Trí sẽ cùng thực hiện một thí nghiệm. Xin mời Kim Hồng và cũng như tất cả quý vị chúng ta cùng quan sát. Minh Trí sẽ thả trực tiếp chiếc viền bếp lên trên bề mặt của kính. Đây, chúng ta cùng quan sát nha. Quý vị có nghe được cái âm thanh rất là lớn không ạ? Như vậy thì cái kiềng rất là nặng mà rớt xuống cái bề mặt của chiếc bếp như vậy vẫn không hề hấn gì thưa quý vị. Và chưa hết đâu Kim Hằng ạ. Chúng ta biết rằng là chiếc vuông nhôm sắt như thế này thì kể cả những chiếc nồi inox thì cũng có thể là dễ bị chạy luôn nào. Nhưng mà với bề mặt bằng kính ceramic thì chúng ta cùng quan sát xem nha. Mình chỉ sẽ cuộn tra trực tiếp lên trên bề mặt của kính. Và như Kim Hằng quan sát thấy là bề mặt kính của chúng ta càng chà thì càng sáng bóng phải không nào? Tất cả quý vị cùng quan sát thấy là bề mặt kính của chúng ta trở nên sáng bóng và không có một dấu hiệu nào của việc chảy xước cả. Một điều mà Kim Hằng rất là muốn chia sẻ với Minh Trí đó chính là đầu đốt bằng gốm ceramic hai vòng nhiệt của chúng ta. Quý vị có thể quan sát là cái đầu đốt bằng gốm ceramic này của chúng ta với đường kính là 12 cm thưa quý vị. Ở với trên bề mặt đó chính là 6.000 lỗ li ti. Như vậy thì sẽ giúp cho cái phần mà nhiệt lượng tỏa thẳng trực tiếp lên những cái lượng thức ăn chúng ta sẽ nhanh hơn cũng như là nóng nhanh hơn. Trên tay của chúng ta đó chính là ba loại đầu đốt của ba loại bếp ga trên thị trường. Đầu tiên thì ngay bên cạnh Minh Trí đó chính là đầu đốt của một loại bếp ga thông thường. Chúng ta thấy rằng là bên trên bề mặt của đầu đốt thì không có quá nhiều lỗ thoát ga, và do vậy là trong quá trình mà chúng ta nấu nướng, lượng ga tiêu thụ không hết, và đó là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng đó chính là đen nồi và cũng như là không tiết kiệm nhiên liệu. Kim Hằng quan sát thấy rằng là các khớp nối của đầu đốt bếp ga thông thường thì rất là lỏng lẻo. Và như vậy là sau một quá trình mà chúng ta sử dụng thì rất là nguy hiểm, bởi vì là ga có thể là rò rỉ ra bên ngoài, và đó là một trong những nguyên nhân gây ra hỏa hoạn và cũng như là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình phải không nào? Thưa quý vị, trên thị trường thì có một loại đó chính là bếp ga hồng ngoại thì chúng ta đã biết rất là tốt rồi. Chúng ta quan sát thấy rằng là với đầu đốt bằng gốm ceramic với rất là nhiều lỗ li ti, có khoảng là 3.200 lỗ li ti, giúp cho quá trình nấu ăn của chúng ta
sử dụng 100% lượng ga tiêu thụ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ được giới thiệu với tất cả quý vị một sự lựa chọn tuyệt vời và ưu việt hơn cả bếp ga hồng ngoại thông thường trên thị trường, đó chính là bếp ga hồng ngoại hai vòng lửa đến từ thương hiệu Miroka. Và đây là đầu đốt của bếp ga hồng ngoại Miroka. Chúng ta thấy rằng là có hai ống điếu, với hai ống điếu thiết kế riêng biệt này thì chúng ta có hai chế độ. Đầu tiên đó chính là chế độ nấu và thứ hai đó chính là chế độ hâm nóng. Như Kim Hằng quan sát thấy rằng là có một sự chênh lệch rất là rõ giữa hai đầu đốt của hai bếp ga hồng ngoại trên thị trường. Bếp ga thông thường thì chỉ có khoảng là 9 cm, nhưng đối với đầu đốt của bếp ga hồng ngoại Miroka thì lên đến là 12 cm. Wow. Và trên 12 cm đó thì có lên đến là 6000 lỗ li ti, và do vậy là trong quá trình mà chúng ta nấu ăn thì lượng ga tiêu hao lên đến là 100%, có thể tiết kiệm nhiên liệu. Đúng như những gì Minh Trí vừa chia sẻ đó quý vị, thì ngay tại gia đình của Kim Hằng khi mà sử dụng những cái loại bếp ga thông thường, bật van ga lên có lửa đó, tuy nhiên thì cái mùi ga rất là khó chịu và bay thẳng lên mũi luôn. Và đôi lúc khi mà bật nhanh quá mà chúng ta đứng gần á thì có cảm giác là choáng váng. Quý vị biết không, khi mà cái lượng ga của cái đầu đốt mà không tiêu thụ hết, bên cạnh là cái việc ảnh hưởng đến sức khỏe bởi vì những cái khí ga độc hại, thì nó còn ảnh hưởng đến môi trường. Và ngay tại gia đình của chúng ta, nếu như cái lượng ga đó ra quá nhiều, khi mà cái đầu đốt không đủ cái độ an toàn thì có thể là sẽ gây ra cháy nổ cũng như là gây hại cho gia đình của chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay với bếp ga hồng ngoại đến từ thương hiệu Miroka thì tất cả quý vị an tâm, chỉ một thao tác bật nhẹ thôi thì chúng ta thấy rằng là đã có được một ngọn lửa sẵn sàng cho quá trình mà chúng ta nấu ăn. Minh Trí xin được chia sẻ với Kim Hằng, đó chính là bếp ga hồng ngoại Miroka sử dụng công nghệ bật lửa làm magneto, và do vậy là chỉ một thao tác nhẹ nhàng thôi là chúng ta đã có thể là sẵn sàng cho quá trình nấu ăn rồi. Hơn thế nữa thì có một đặc điểm mà Minh Trí rất là thích, đó chính là với bếp ga hồng ngoại Miroka thì sẽ có hai vòng lửa. Đầu tiên thì đây là đang ở dạng vòng lửa lớn, chúng ta có thể dễ dàng chuyển sang vòng lửa nhỏ. Đấy. Như vậy là khi mà Kim Hằng muốn nấu những cái nồi lớn thì chúng ta chỉ cần là bật lớn thành hai vòng lửa, và lúc mà nấu những cái nồi nhỏ như là ăn mì hay là nấu nước để uống cà phê thì chúng ta tiết kiệm hơn bằng cách là mở nhỏ và các cái vòng lửa nhỏ, đúng không ạ? Wow. Thưa quý vị, và chúng ta vẫn hay thường thấy rằng là trên thị trường mỗi bếp ga của chúng ta sẽ có một bên đó chính là đầu đốt quá to dành cho những nồi lớn, và một bên là những đầu đốt nhỏ dành cho những loại nhỏ hơn. Nếu như là chúng ta đang nấu một nồi lớn mà muốn chuyển sang chế độ hầm hoặc là chế độ mà nấu cho lâu hơn nữa để thực phẩm mà chín và thấm đều gia vị thì chúng ta phải mất công, đó chính là nhất chuyển từ bếp này sang bếp khác. Nhưng mà ngày hôm nay với bếp ga hồng ngoại hai vòng lửa Miroka thì tất cả quý vị an tâm, chúng ta có thể là dễ dàng chuyển đổi từ vòng lửa lớn sang vòng lửa nhỏ, thích hợp cho những các món cháo hoặc là những món hầm, phải không nào? Và ngay bây giờ thì chúng ta lại cùng đến với một hình ảnh nữa. Bên đây đó chính là đầu đốt của bếp ga hồng ngoại Miroka. Chúng ta thấy rằng là phần nhiệt năng sẽ được tỏa theo hướng vuông góc 90 độ tập trung tại đáy nồi, và điều này sẽ giúp cho thực phẩm của chúng ta chín nhanh và cũng như là giữ được các chất dinh dưỡng trong thực phẩm. Nhưng mà với các bếp ga thông thường thì chúng ta thấy rằng là phần lửa nó sẽ loe ra bên ngoài và không tập trung vào bên trong đáy nồi, và điều này sẽ khiến là trong quá trình mà chúng ta nấu ăn thì tiêu hao quá nhiều nhiên liệu, và cũng như là nồi của chúng ta thường xuyên bị đen, rất là vất vả để kỳ cọ, phải không nào? Bên cạnh đó thì một lần nữa Minh Trí sẽ được nhấn mạnh với tất cả quý vị đặc điểm ưu việt của bếp ga hồng ngoại hai vòng lửa đến từ thương hiệu Miroka, đó chính là bề mặt của đầu đốt lên đến 12 cm và có lên đến là 6000 lỗ li ti, bình quân là có khoảng 100 lỗ ga trên 1 cm vuông, và do vậy thì giúp cho quá trình nấu ăn của chúng ta tiêu hao 100% lượng ga và không có lượng ga dư thừa. Nhưng mà đối với bếp ga thông thường thì chúng ta thấy rằng là chỉ có khoảng 3 lỗ ga trên 1 cm vuông, điều này sẽ khiến cho quá trình nấu ăn của chúng ta tiêu hao quá nhiều ga và cũng như là chi phí trong gia đình quá cao. Kim Hằng rất là thích cái đầu đốt của bếp ga hồng ngoại Miroka nha, bởi vì nó có rất là nhiều lỗ thoát ga, và cái bề mặt thì lại bằng phẳng, như vậy thì sẽ bảo đảm 100% là tiếp xúc nhiệt đối với những cái vật dụng khi mà chúng ta nấu, khác hẳn so với những cái bếp khác trên thị trường, đó chính là hình gợn sóng đó Minh Trí. Với hình gợn sóng thì đối với những cái phần mà nhô cao thì sẽ tiếp xúc nhiều nhiệt lượng, và những phần thấp hơn thì sẽ tiếp xúc ít nhiệt lượng hơn, như vậy thì sẽ không bảo đảm được là cái sự tiết kiệm nhiệt năng cũng như là cái thời gian nấu ngắn hơn, phải không? Bếp ga hồng ngoại Miroka, dễ dàng chui rửa, tính thẩm mỹ cao, an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Giá trên AZShop 1.090.000 đồng, tặng kèm một bộ dây van ga an toàn, hãy nhấc tay lên.
nay á, nhà tôi dùng bằng bếp ga thường và khoảng 30 ngày á, là nhà tôi đã dùng hết cái bình ga 12kg rồi. Nhưng mà từ khi chồng tôi mua cho tôi cái bếp ga hồng ngoại Miroka này nè, thì cũng nhớ cái bình ga đó, nhưng mà tôi xài tới 40 ngày là vì chi là mỗi tháng tôi có thể tiết kiệm được là 150 ngàn. 10 tháng tôi có thể là dành dụm được một số tiền đó và có thể mua thêm một cái bình bếp ga mới. Giá như mà chồng tôi tặng cho tôi một cái bếp ga này sớm hơn á, thì tốt biết bao nhiêu, có phải không? Kim Hoàng này có một điều mà Minh Trí muốn hỏi Kim Hoàng, đó chính là trong quá trình nấu ăn thì chúng ta sợ nhất là điều gì? Đối với Kim Hoàng á, thì khi mà Kim Hoàng nấu ăn thì sợ nhất đó chính là nóng mà mở quạt lên, rồi cái lượng gió thổi vào trong bếp và tắt bếp mà chúng ta vô tình mà chúng ta không biết. Như vậy trong một thời gian thì nó sẽ gây cái ảnh hưởng là ra rất là nhiều ga và nhiều khi có cái sơ sót và sẽ cháy nhà luôn đó Minh Trí ạ. Thưa quý vị, và chúng ta biết rằng là đối với các bếp ga thông thường, nếu như chúng ta không cẩn thận, chỉ có một ngọn gió thổi nhẹ qua thôi thì đã có thể là tắt ngọn lửa của chúng ta rồi. Ngay bây giờ thì Minh Trí sẽ một lần nữa cho tất cả quý vị cùng xem nha. Trước mắt Minh Trí đây chính là một chiếc bếp ga thông thường. Minh Trí sẽ cùng bật lửa lên và sau đó chúng ta sẽ cùng thổi một hơi thật nhỏ và tất cả quý vị cùng quan sát. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là chỉ một hơi nhỏ thôi thì ngọn lửa của chúng ta đã tắt rồi. Và điều này vô cùng nguy hiểm, bởi vì là nếu như trong gia đình của chúng ta có những trẻ em nhỏ thì phần ga rò rỉ ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng rất là xấu đến sức khỏe. Như vậy thì với chiếc bếp ga hồng ngoại đến từ thương hiệu Miroka này sẽ như thế nào? Bây giờ Kim Hằng sẽ sử dụng một chiếc quạt máy luôn. Quạt luôn. Sau đó là chúng ta sẽ cùng chọn ở chế độ đó chính là quạt mạnh nhất. Đấy, và như vậy là chúng ta thấy rằng là mặc dù gió thổi trực tiếp vào bên trong đầu đốt của gốm ceramic thì chúng ta thấy rằng là các ngọn lửa của chúng ta luôn được tái tạo một cách liên tục. Và do vậy thì chúng ta thấy rằng là với bếp ga hồng ngoại Miroka thì chúng ta có thể thoải mái bật quạt trong lúc mà chúng ta nấu ăn, phải không nào? Nhưng mà Minh Trí vẫn còn có một thắc mắc là với việc đổ nước trực tiếp hoặc là nước trào trực tiếp lên trên bề mặt của đầu đốt thì như thế nào? Ngay bây giờ thì Kim Hằng có thể là chứng minh cho Minh Trí và cũng như tất cả quý vị được xem được không? Rồi bây giờ vẫn với ngọn lửa hồi nãy nha. Kim Hằng sẽ sử dụng nước và đổ lên trên đầu đốt bằng gốm ceramic để xem là lửa của chúng ta có tắt hay không. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là với đầu đốt có lên đến là 6.000 lỗ li ti thì chúng ta thấy rằng là kể cả nước đổ trực tiếp lên trên bề mặt của đầu đốt vẫn không ảnh hưởng đến ngọn lửa, phải không nào? Rồi bây giờ để tăng thêm là cái phần ưu việt của cái đầu đốt ceramic này thì Kim Hằng sẽ bắt lên một nồi cháo và để cho sôi để xem là cái đầu đốt của chúng ta có bị tắt khi mà cháo bên trong nồi trào ra không nha. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng là cháo là một trong những thức ăn mà chúng ta hay thường nấu trong gia đình có những trẻ em nhỏ, và nếu như chúng ta không cẩn thận thì phần cháo trào ra bên ngoài sẽ làm tắt bếp. Và chúng ta biết rằng là khi bếp của chúng ta bị tắt lửa mà trong khi đó là van ga vẫn còn mở thì lượng ga sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài, và điều này sẽ là một trong những nguyên nhân gây ra hỏa hoạn rất là nguy hiểm. Và với chiếc bếp ga hồng ngoại hai vòng nhiệt Miroka này thì chúng ta sẽ an tâm khi mà vừa nấu bếp mà vừa thực hiện những công việc khác, phải không Minh Trí? Và sẵn đây thì Minh Trí cũng xin được chia sẻ, đó chính là với những gia đình có các trẻ em nhỏ thì thường hay sử dụng những chiếc nồi có kích thước quá nhỏ, và ngày hôm nay thì với bếp ga hồng ngoại hai vòng lửa đến từ thương hiệu Miroka thì chúng ta sẽ có chế độ đó chính là vòng lửa nhỏ thích hợp cho những nồi nhỏ, phải không nào? Thưa quý vị, và như vậy một lần nữa Minh Trí và Kim Hằng xin được nhấn mạnh với tất cả quý vị là với đầu đốt bằng gốm ceramic với 6.000 lỗ li ti, không sợ gió, không sợ nước và không sợ thức ăn trào trực tiếp lên trên bề mặt của đầu đốt. Như vậy thì đối với những gia đình mà chúng ta muốn có những cái vật dụng ưu việt hơn cũng như là tiện lợi hơn, tiết kiệm được nhiên liệu thì đây quả thực là một gợi ý rất là thú vị, với con Minh Trí. Và bên cạnh đó thì đây cũng có thể là sẽ là một món quà để mà chúng ta dành tặng cho những người bạn trong dịp tân gia, với con nào, rất là tiện lợi. Bếp ga hồng ngoại Miroka, dễ dàng chui rửa, tính thẩm mỹ cao, an toàn sức khỏe cho người sử dụng. Giá trên iZshop 1.090.000 đồng, tặng kèm một bộ dây van ga an toàn, hãy nhấc tay lên. Thưa quý vị, sản phẩm bếp ga hồng ngoại hai vòng lửa đến từ thương hiệu Miroka bảo hành lên đến 12 tháng. Và một lần nữa Minh Trí xin được chia sẻ là tất cả quý vị hãy cùng yên tâm về chất lượng của sản phẩm, bởi vì sản phẩm được sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản với mức giá cực kỳ ưu đãi 1.790.000 đồng. Và trong chương trình 15 phút vàng ngày hôm nay thì tất cả quý vị sẽ được giảm ngay 700.000 đồng và được tặng kèm theo một bộ dây van ga an toàn thực tuyệt vời, đúng không nào? Tại sao tất cả quý vị không cùng nhấc máy lên và gọi ngay đến số tổng đài quen thuộc của chúng tôi, đó chính là 0839109898. Hoặc quý vị có thể lên website azshop.net.vn để có thể tìm hiểu thêm thông tin và đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí đến tận tay quý vị. Kim Hằng và Minh Trí xin được chúc mừng những vị khách hàng đã sở hữu thành công sản phẩm tuyệt vời ngày hôm nay, đó chính là bếp ga hồng ngoại hai vòng lửa Miroka. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng quan tâm và luôn dành tình cảm dành cho azshop. Minh Trí và Kim Hằng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại 0839109898 để được giao hàng tận nơi miễn phí trên toàn quốc.
Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.azshop.net.vn để xem thông tin chi tiết hoặc đặt hàng trực tuyến. Quý vị cũng có thể đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu phát hiện sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.